Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng đấu sĩ Bizan nha các bạn. Đầu đội mình nó chọn hết các clan rừng rồi pháp sư rồi là AD rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi support với cả top thôi. Thế mà bạn kia bạn then đấy, bạn ấy kêu là giờ mày đi support hay mày đi top. Nói chung là bạn ấy đi đâu cũng được. Thì mình quyết định thì top đi. Như đi support thì nói chung là nó không có được ăn nhiều mạng ấy các bạn. Thôi đi top đi, có gì mình còn vớt vát thêm được vài mạng làm video cho nó đỡ gọi là bị người ta chê, người ta chửi đồ các kiểu. Mình chọn vị tướng Bizan luôn nha. Bizan có cái skin xịn nên ra mình hay chơi các bạn ạ. Ấy rồi ôi. Sau khi mà chọn Bizan xong thì các bạn nó chọn Hayate. Ôi rồi ôi luôn, vãi cả nồi. Tay cái thằng nó dài lắm, tay mình thì ngắn. Ơ mình bị nó hầm. Trời ơi, tính hù nó cái thôi mà nó bắn mình, nó quay lại đánh mình nữa các bạn thấy không? Trời ơi, nó cố lắm mới lấy được cái chiêu 1 của thanh niên gọi là Hayate đấy. Căng quá anh em ạ. Nhiều lúc nói chung là mình cũng không có gọi là kiểu mình không có gọi là đi top nhiều ấy, đâm ra nó chơi nó cũng không có được xịn sò cho lắm. Tại vì có cái skin xịn đâm ra mình mới hay chơi thôi. Chứ bình thường thì mình ít đi top lắm, toàn đi rừng với cả AD không à. Pháp sư mình còn vớt vát lại tí nhưng mà đi top với cả pháp sư thì mình ít đi, support thì mình cũng hay chơi. Support thì đi hỗ trợ thôi chứ không có ăn được mạng. Trận này đấu với cả Hayate căng ạ. Tại tay nó dài, nó đánh sát thương chuẩn, khó chơi đấy. Để xem mình sẽ đối đầu với cả vị tướng Hayate như thế nào nhá. Nhanh lên, không hết lính bây giờ. Nó bắn mình kìa, Mình hay đi top mình cầm Hayate, trời ơi. Khứa nào mà mình mà cầm Hayate thì thanh niên gọi là Bizan chết với mình luôn. Thật, mình mà cầm Hayate là Bizan chết với mình luôn, còn mình chuẩn Bizan này. Nhưng mà mình cũng không sợ Hayate đâu nha, đợi ngó chiêu cuối là mình xúc nó liền á. Từ từ. Wow. Oán. Ăn lính thôi, chứ đâu có làm được cái gì nữa đâu. Bình thường trước à? Ôi. Đây rồi, đôi giày. Trời ơi. Anh em thấy chưa? Tính nó thì chết với nó với mình rồi. Trời ơi, sao vào đấy mà nó vẫn sống được ta? Xui vậy trời. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mình thấy nó còn tí máu mình bộc phá rồi, nhưng chắc có lẽ là nó hồi máu các bạn ạ. Trời ơi. Từ từ bình tĩnh để mình dồn thêm phát combo đẳng cấp gọi là VIP Pro cho các bạn xem nhé. Có chiêu cuối là mình sẽ dồn thanh niên gọi là Hayate này. Nó hơn nhau ở cái kỹ năng ấy các bạn ạ. Máu hết không chịu về này, đấu săn. Rồi xong tới công chuyện. Thả con rồng bùm cha cha. Ui ôi, đẳng cấp quá anh em ơi. Hết máu mà không chịu về mà. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi, đừng có làm. Trời mẹ nó. Có thằng Gindu ở đây nó dình mình đằng sau luôn rồi kìa. Nagot không ăn thì Slim đã, thì Gindu nó cũng sơi mình. Slim chết luôn rồi. Slim ăn được vị tướng Laurel thì cũng tèo. Hôm nay cũng clip hơi trễ một tí nha các bạn. Tại vì thường thường ấy mình sẽ làm video trước buổi tối, mình sẽ sáng hôm sau mình úp, nhưng mà hôm nay mình không có công việc đi câu cá hay gì á. Đâm ra thì mình quyết định gọi là ngủ thêm một tí, thế là giờ mới dậy đâm ra úp clip hơi trễ các bạn ạ. Giờ mới làm video xong rồi cho mình mới úp lên được các bạn ơi. Wow. Này. Này thì bướng nè, mọi người chuẩn bị nào. Chuẩn bị kỹ năng này. Chuẩn bị mình sẽ show cái bộ combo gọi là của vị tướng Bizan cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái chiêu cuối. Xong mình thả chiêu cuối đâm vào vị tướng Hayate. Quốc cái chiêu 1 hất tung Hayate, quăng cái chiêu 2 đùng, xong rồi bộc phá. Quá hay. Trời ơi, tính toán như một vị thần. Mọi người chuẩn bị xem nha. Xem mình nha. Sa. Trời ơi. Tôi hay quá tôi ơi. Đỉnh mạnh. Sao mình hay như thế được nhờ.
Trời ơi, người ta nói với cả thực hành nó khác nhau, nhưng mà mình nói một đường mình thực hành y như vậy luôn. Trời ơi, không thể tin được một cái pha gọi là combo của mình có thể nói là siêu chuẩn luôn các bạn. Cực kỳ chuẩn luôn, trời ơi, không mất máu nhiều nữa chứ. Trời ơi, pha đấy đứng một điểm, một like cho mình không các bạn? 10 điểm, 10 điểm. Thấy gì chưa, các bạn đã thấy sự lợi hại của mình chưa? Trời ơi, quá hay. Trời ơi, pháp sư cho mình tenet rồi. Ai à. Căng nhờ. Từ từ, nhu miến nhìn em ơi, có chiêu cuối nè, có chiêu cuối nè. 1, 2, 3, chơi. Hất tung. Đau. Em. Mít cho mình tan nát đời hoa rồi các bạn ơi. Mít chơi gì? Zata đâu có dễ chơi đâu. Trời ơi, mít phế vật rồi các bạn ạ. Lại phải gánh team rồi. Vì cái trụ đường giữa này mất cái trụ đường trên này, đầu săn. AFK luôn trời. Fit xong AFK trời. What the fuck? Lại phải 4-5 à? Mà thôi, bạn ấy AFK thì cũng được chứ, bạn ấy có biết chơi đâu. Vào rồi kìa, chơi rồi. Không biết có tháng đầu ông ta, sao mà căng quá vậy? Sao mà căng quá trời dị ta? Sao mà căng quá trời dị ta? Yo anh ơi. Từ từ bình tĩnh. Để mình về mình farm cái nha. Ái già. Mình cũng không ngờ rằng là mình pha đấy mình combo vào vị tướng Hayate nó lại gọi là chết nhanh như vậy luôn ấy. À, thằng này lì. Mày lì. Ôi ấy. Cái đích mạnh nó. Mình quăng cái chiêu mồi một đường mà nó nhảy ra một nẻo. Là sao? Ủa là sao? What the fuck? Ừ, cố lên. Hay quá, Slim ơi. Mình về mình lấy máu cái đây. Chiêu cuối của Visa nó hồi khá là nhanh nhỉ. Tha hồ mà gọi là chạy khắp nơi. Cái ông pháp sư tên mình Fishing. Fishing là câu cá đấy các bạn. Fishing à. Câu cá, lo câu cá đấy, còn phải đặt chơi game nữa. Mày xong rồi, thả. Hất tung được rồi, nhưng mà mình không thể nào mà áp sát được vào vị tướng AD tem bạn các bạn ạ. Từ từ. Đây, chuẩn bị Fishing tới. Và đây là Zata đi à. Ý lộn Zata, trời ơi. Chiêu cái cột. Cột cánh hả em? Trời ơi, đầu săn, chiêu. Đúng là chiêu. Lo về câu cá đi ông ơi. Trời ơi, tập trung vào câu cá đi, game gú cái gì không biết nữa, có biết chơi đâu mà bay. Trời ơi, bạn ấy cứ tưởng đòi được như mình hả? Mình câu cá cũng hay mà mình chơi game cũng được. Mình nói thiệt với các bạn luôn, bây giờ mình câu cá thuộc dạng là đẳng cấp VIP Pro luôn rồi. Chơi game mình cũng gọi là ổn áp luôn rồi. Trời ơi, hát thì mình cũng ghê nữa. Nó đa tài quá anh em ơi. Tới đúng rồi, bác tài ơi. Thả xa hất tung nè. Ôi. Quá trời luôn rồi anh em ơi. Anh em có thấy ai gọi là mà có thể gọi là đa tài như mình được không? Giờ mình câu cá ghê lắm nha các bạn. Hiện tại thì mình không có làm video về câu cá thôi, nhưng mà mình câu ghê lắm. Nhiều hôm mình câu đáng sợ lắm cơ. Nói chung là rất là ghê gớm, nhưng mà chắc thời gian tới nghỉ hè này có vợ mình nó đi quay phim cho mình sẽ làm thêm video câu cá mình úp trên kênh Anh Hảo Vlog nha các bạn. Thấy anh em yêu cầu khoái quá trời. Wow. Ê, chết. Trụ bắn đỉnh mạnh, trụ bắn. Vãi, nhảy trụ cuối đẹp như thế mà trụ bắn. Cố lên ăn trụ win luôn anh ơi. Anh em cũng đợi chờ đón nha. Tại vì mình bây giờ mình vừa câu vừa quay nó không có được hay lắm với các bạn. Rồi xong luôn. Đợi nghỉ hè này vợ mình đi đâu quay cho mình là ok luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Số của mình vừa mới úp một số nick lên đấy các bạn. Anh em vào shop Anh Hảo rồi mà coi RG đứng link dưới phần bình luận nha. Vô xem để có nick nào hợp lý thì mua nha các bạn. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye bye.